Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất bên em đăng bán cho tất cả các bác. Và những cái sản phẩm cực kỳ hot và những cái sản phẩm nó có cái chất lượng rất chi là cao để đưa đến tay các bác. Hôm nay em lên cho các bác một cái dòng đẩy, nó là dòng đẩy Class D. Đấy, các bác biết là cái chất âm của Class D ấy, nó là thuộc, nó gọi là cái dòng top rồi. Chất âm của nó là quá hay luôn nhỉ. Nó chỉ đứng sau mỗi Class Y thôi. Mà đây là Class D, mà giá nó lại rẻ như là các cái mạch bình dân bình thường ấy. Đấy, cho tất cả các bác. Đây là nguồn đẩy Class D, nguồn xung có tên là Rock 800. Em còn đâu đó nó có khoảng là 17-18 con cơ. Không còn, không phải có nhiều đâu. Không có nhiều, chỉ có 17-18 con thôi, chứ không có nhiều. Mạch Class D. Đấy, mạch Class D. Chất âm thì bao các bác hay. Con này em bao các bác đánh tối đa một cặp 40 côn 76, đánh tối đa nhá. Cái bộ khung nguồn này quá đẹp luôn, đúng không các bác? Toàn bộ này em bao zin, bao các kiểu cho các bác. Đấy. Dốc 800. Thấy chưa? Đây, dốc 800 này, công suất của nó này. Công suất nó là 8 ohm, nó là 450 x 450. 4 ohm nó là 800 x 800. Con này bao các bác đánh 2 cặp 25 thoải mái này. Có nghĩa là 800 x 800. Bri nó là 1600. 1600 này ấy, thì là nó đang tính là ở 8 ohm này. Đấy, các bác nhìn nhá. Bri nó khi các bác gạt 1600W thì con này thì các bác có thể đánh được cả súp. Súp, nhưng mà em khuyên các bác là nếu mà các bác gạt Bri thì em khuyên các bác là chỉ chơi loa full thôi. Full đôi thôi, thế là vừa tầm. Full đôi 40. Đấy, full đôi 40 có một quả một cặp thì là đẹp nhá. Chứ các bác đừng chơi súp, tại vì tất cả các cái dòng nguồn xung mà chạy mạch Class D này thì là nó chơi súp, nó đưa ra cái chất âm nó không được đủ lực cho các bác nhá. Nên em khuyến cáo các bác không chơi lên chơi súp. Và giá của em này là 2.500.000 một em. Các bác thấy có hợp lý không ạ? 2.500.000 một em, và giá đó em chưa bao gồm phí vận chuyển cho các bác. Chưa bao gồm phí ship. Nên các bác mua thì các bác tự trả ship. Con này thì ship thì nó cũng rẻ rẻ thôi. Nó cũng 7-80 thôi. Đến 100.000 là cùng thôi. Vì con này nó có 7 cân thôi. Đấy, rất đẹp luôn. Và giá của nó cũng cực kỳ mềm cho các bác. Nha. Nha. Hai cây. Điều đặc biệt này, các bác nghe quạt này, êm ru, đúng không ạ? Vì sao quạt nó êm đấy? Bởi vì cái chất lượng quạt của nó ra rất tốt. Êm ru mà mạch đẹp, bao hay, bao zin, bao các kiểu cho các bác. Con này thì cứ bao các bác đánh 2 cặp 25 thoải mái luôn. 2 cặp 25 thoải mái. Mà chất âm của Class D thì các bác không phải chê được rồi. Giá của nó cũng chỉ có 2.500.000 mà em. Anh em nào mà yêu thì anh nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198. Cảm ơn tất cả các bác nhé. 2.500.000 mà em.